Xin chào các bạn, quay lọt video hướng dẫn học cái phần mềm Corel Draw X7. Thì tiếp theo chúng ta sẽ học tới cái nhánh số 8 này ha, nhóm test văn bản. Này chúng ta sẽ tạo văn bản và tạo một cái bản tính. Rồi tôi mở phần mềm Corel Draw lên. Thì chúng ta sẽ di chuyển tới hộp công cụ bên tay trái ha, có chữ A này ha, chữ A này đây. Là test là văn bản, chúng ta nhấp vào đây. Rồi sau khi bạn nhấp cái công cụ này rồi bạn tùy chỉnh lên trên cái hình thuộc tính ha. Bạn này là do tôi đánh cái kích thước chữ cho nó lớn để cho hướng dẫn cho các bạn thôi. Rồi sau khi bạn chọn đây là cái kích thước của chữ chữ ta đó, cũng như là cái size chữ á, trong phần mềm Word á, size đây ha. Rồi tôi click một điểm bất kỳ trên cái màn hình tôi đánh chữ ha, hay là đánh vô đây là cái chữ mà xin lỗi quên lưu ý các bạn là bạn phải kiểm tra lại cái phông của bạn là phông gì ha. Hiện tại tôi đang xài cái phần mềm là Unicode. Tôi đang để cái phông là Unicode ha, dựng sẵn đây. Bạn đang nếu bạn để cái phông Unicode, xin lỗi bạn để cái bản mã cái bản mã là Unicode á, thì trong đây thì bạn phải để đúng cái bản mã là Arduino hay là Team Riemann ha. Rồi còn nếu trường hợp mà bạn đang để cái bản mã là tiêu chuẩn Việt Nam 3 hay là Vini Windows thì trong đây cái phông của bạn á, bạn cũng phải chọn đúng cái loại cái bản mã ở ngoài ha. Rồi nó mới đúng cái phông bạn đánh được mới ra cái chữ tiếng Việt. Rồi tôi quay lại trường hợp này tôi đang để Unicode nên tôi chọn phông Arduino hoặc là Team Riemann gì cũng được thì nó sẽ ra chữ tiếng Việt. Rồi tiếp tục tôi đánh đây là cái giáo trình học, giả sử tôi đánh đây học Corel miễn phí. Rồi chữ tôi hơi lớn rồi. Sau tôi đánh xong thì tôi chọn tất cả. Thì để chọn tất cả thì bạn cũng có thể nhấp vào nút gì, nút bạn có thể quét chữ hoặc bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl A ha, giống như phần mềm Word gì đó. Bạn nhấn Ctrl A để chọn tất cả các đối tượng, không thì bạn quét chọn cũng được. Rồi sau đó bạn đích chọn cái kích thước size này, tôi cho size nhỏ lại, tôi sẽ sửa tôi cho kích thước size 100 thôi. Rồi 100. Rồi bạn thấy chưa? Rồi chúng ta đánh chữ thì tương tự như phần mềm Word thôi. Phần mềm Word của bên Microsoft á. Các thông số thì chỉnh cũng tương tự như đây nè. Mà nhìn lên trên cái thanh thuộc tính của cái này nè, đây là cái phông chữ, đây là kích thước. Còn đây là in đậm nè, chữ B lên đậm, lít thử nha, bạn thấy chưa, đã in đậm rồi. Còn cái này là gì, chữ Y nghiêng ra là ta làm cho chữ nghiêng. Chữ U có chữ gạch dưới là gạch dưới, đó. Còn đây là gì, đây là chúng ta canh trái nè, left trái nè, center canh giữa, right canh phải. Và chúng ta canh đều ha, đó, y chang như phần mềm Word, không có gì hết. Rồi còn bên đây là gì, bên đây là chúng ta cũng có cái định dạng cái kích thước của cái chữ nè ha, kích thước của cái nguyên một cái dòng của ta luôn á, cái dòng một đoạn dài, cái đầu dòng của ta luôn, giả sử tôi cho là kích thước là 300 đi ha, đó thấy chưa, đây là cái chiều dài kích thước của nguyên cái đoạn văn bản của ta luôn, nguyên cái dòng văn bản của ta luôn, thấy chưa. Còn đây là cái chiều ngang ở đây này, chiều dọc nè, chiều dọc đánh thử 20 ha, thấy chưa. Ta định được cái dọc và chú ý là cái ổ khóa này ha, chúng ta đang khóa này ha, nghe đang khóa tỷ lệ đó. Rồi tiếp tục ở đây là gì, đây là cái góc quay của chữ thôi, tính theo tâm là tại cái tâm điểm giữa nè, mặc định nó đang ở không nha, không có quay, giả sử mình đánh 30 đi, thấy chưa, chữ đã quay rồi, tôi nhấn undo vậy. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi tôi bên cạnh cái đây chúng ta đánh một cái dòng văn bản này ha, chúng ta có thể tạo một cái đoạn văn bản, cái hộp văn bản cho trước ha, bằng cách nào, bây giờ bạn click lại cái vô cái chữ A test này ha. Lúc hồi nãy thì bạn chỉ cần click tại một điểm là bạn đánh thôi. Bây giờ bạn click và bạn giữ chuột trái không buông nha, click giữ chuột trái không buông để bạn quét, bạn tạo nguyên một cái hộp văn bản. Giống như trong Microsoft Word là có phần textbook á, là hộp văn bản, rồi tôi kéo cái hộp văn bản tới kích thước nào mong muốn rồi tôi buông chuột trái ra. Thấy chưa? Tôi đã tạo một cái hộp văn bản. Trong hộp văn bản này thì các bạn cũng có thể đánh nội dung chữ bình thường ha. Thì tiếp tục tôi đánh cho bạn vài dòng cho chúng ta làm ví dụ thôi. Đây. Rồi tôi vừa đánh một vài cái từ trong cái hộp văn bản này cho chúng ta làm ví dụ thôi. Rồi trong cái hộp văn bản này á thì để áp dụng cho cái đối tượng này bạn cần phải quét như thế này ha, quét chọn hết các chữ hoặc là bạn cũng phải nhấn cái phím Ctrl A, chữ A trên bàn phím á. Ctrl A là phím tắt để bạn chọn tất cả các đối tượng trong cái này. Rồi cũng phải kinh đậm này, nghiêng nè, gạch dưới nè ha. Rồi chúng ta cũng có thể canh nè, hiện tại đang canh trái ha, canh trái này, canh giữa, thấy chưa, canh phải, rồi chữ phải, canh đều đó,
Rồi tôi quay lại kênh trái đi. Rồi cái phần này tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm cái phần chuyên sâu trong cái phần tùy chỉnh cái đoạn nhân bản. Thì cái thanh Windows trong cái menu Windows này ha, cái phần Docker này tôi hướng dẫn rồi, tôi nhắc lại thôi. Bạn vô cái Windows Docker này, bạn chọn cái Offset Property này ha. Rồi bạn chọn cái Offset Property đây. Rồi đây nó hiện lên chữ Offset Property đây ha, Offset Property. Rồi thì cái Offset Property này á là cái thuộc tính của cái đối tượng chúng ta đang chọn. Thì trường hợp này chúng ta đang chọn một cái đoạn nhân trong cái hộp nhân bản này ha. Thì nó cái này nó hiện ra tương tự như trên cái thanh thuộc tính ở trên cái chiều dọc này thôi, chiều ngang này thôi. Đây là cái phông chữ này ha, đây là cái phông chữ thì cũng như phông chữ lên đây thôi. Đây là kích thước chữ 72 thì cũng như là kích thước chữ đây thôi. Rồi còn cái chữ chúng ta có in đậm, in nghiêng hay gạch dưới này ha, thì cũng giống như cái thuộc tính đây chúng ta chọn đây. Rồi tiếp tục cái này là gì, cái này là màu của chữ. Hiện tại thì cái chữ chúng ta đang mặc định là cái màu đen, mà thấy chưa, bên cạnh đấy cái ô màu đen này là chữ ta màu đen. Rồi giả sử tôi chọn cái trong cái ô màu đen này tôi muốn chọn màu khác đi, để tôi chọn cái màu đỏ đi, bạn thấy chưa. Đó, tôi chọn lít vô chọn màu đỏ, bạn thấy chưa, chữ ta có màu đỏ. Hoặc là bạn chọn nhanh bằng cách nào, bạn có thể lít vào cái bên đây nè, bạn lít chuột trái ha, lít vào màu quên cái bảng màu đây ha, mà lít nhanh thì nó cũng ra được cái màu đó thôi. Thì cũng như bạn chọn ở đây nào cũng được, nhưng bạn chọn màu bên đây á thì bạn có thể chọn no fill là không màu nha, chữ ta sẽ không có màu, nó sẽ trong suốt. Đây chữ A nha, bạn có thể chọn uniform fill là màu đồng nhất ha, nghĩa là một màu. Rồi các bạn cũng có thể tùy chỉnh nhiều màu đây, 2-3 màu hết chưa. Đó, đây là nhiều màu khác nhau đó, nghe ta có nhiều cái cách để tô màu chữ, tô một màu đồng nhất, không tô màu hoặc tô nhiều màu đây ha, những cái mẫu màu đây đó, những cái mẫu màu của phần mềm Paint đây ha, nhưng mà chúng ta thường ít sử dụng lắm. Rồi chúng ta quay về mặc định đi là uniform fill, chọn một màu thôi. Rồi cái phần no fill là gì, là giống như ta tô dạ quang chữ gì đó, mặc định cái ta không có đỡ no fill được, không có tô dạ quang chữ. Trường hợp này tôi thử tô dạ quang chữ ha, bạn thấy ha, hình như chữ AB này là tô dạ quang chữ nè, tôi chọn màu dạ quang là cho màu vàng đi. Rồi bạn thấy chưa, tôi đã tô cái dạ quang cái chữ màu vàng, thấy chưa. Rồi tiếp tục trong cái chúng ta qua cái phần, nãy giờ chúng ta đang ở character là cái phần ký tự đó, ta qua cái phần paragraph là phần nội dung. Phần dân này thì chúng ta có thể canh trái, canh giữa, canh phải như cái phần trên đây thôi nè, nút này đây nè. Đó thì cũng như ở đây thôi. Rồi canh trái. Còn cái này là tính năng thuộc lệ vô, thì giống như phần mềm Word, nếu bạn đã học phần mềm Word không biết là đây là thuộc lệ vô á. Đó, bạn thấy chưa? Rồi thuộc lệ vô bao nhiêu? Đó, lệ chúng ta đã thuộc vô bao nhiêu. Rồi tôi mặc định tôi cho lại bằng 0 đi. Thuộc lệ vô so với cái hộp nhân bản thôi. Còn đây là gì? Đây là thuộc tất cả cái dòng luôn. Còn đây là chỉ thuộc cái dòng đầu thôi ha. Cái chức năng này chỉ thuộc cái dòng đầu tiên thôi. Rồi tôi sẽ đánh thử cho bạn là thuộc vô. Bạn thấy chưa? Ta thuộc cái dòng đầu tiên thôi. Rồi tôi cho mặc định là bằng 0. Rồi cái những phần này nó hay đây. Cái phần này là đây là gì? Phần này là cái khoảng cách giữa các dòng ha. Mặc định là đến 100. Bạn sẽ nhìn thấy khoảng cách giữa các dòng này ha. Cái đoạn nhân bản tôi có 4 dòng đây. 1, 2, 3, 4. Khoảng cách giữa các dòng nó sẽ thay đổi ha. Giả sử tôi đánh là 200 đi. Rồi các bạn hình dung chưa? Đây tôi sẽ kéo rộng cho các bạn nhìn đây ha. Khoảng cách giữa các dòng tôi đã thay đổi là do tôi chọn đây 2% ha. Rồi tôi giảm kích thước lại cho 150 thôi. Enter. Đây chưa? Khoảng cách giữa dòng tôi đã ngắn lại. Đây là tùy chọn khoảng cách dòng. Còn tiếp tục đây là gì? Đây là tùy chọn khoảng cách giữa các ký tự. Ký tự là sao? Ký tự giả sử như cái chữ chúng ta ha. Cái chữ chúng đây thì chúng ta có tổng cộng là 5 ký tự ha, mỗi một cái chữ cái, một cái từ chữ như thế này ta gọi là một ký tự. Thì đây là cái khoảng cách giữa các ký tự nè ha. Bạn sẽ nhìn đây, sẽ sử tôi quét chọn cái chữ chúng thôi. Tức là tôi áp dụng cho cái chữ chúng thôi, cái ký tự giữa các chữ chúng tôi sẽ rộng ra bằng trên đây. À xin lỗi, nó áp dụng hết toàn bộ nhân bản luôn, thấy chưa? Khi tôi đang tăng cái khoảng cách giữa các ký tự thì khoảng cách giữa các ký tự này nó rộng ra, bạn thấy chưa? Rồi, tôi cho nó về mặc định là bằng 0. Rồi. Khoảng cách này là gì? Khoảng cách này là khoảng cách giữa các chữ ha, hồi nãy là ký tự là khác, cái này chữ là khác. Chữ là sao? Chữ có nghĩa là khoảng trắng giữa cái chữ, giả sử đó chữ chúng ta nè. Thì cái khoảng trắng giữa cái chữ chúng và chữ ta là cái khoảng trắng này ha. Là từ đây chúng ta sẽ tính cho rộng ra đây ha. Rồi đánh thử cho bạn xem.
thấy chưa, khoảng cách giữa cả hai cái chữ thì đã rộng ra rồi ha, đó là khoảng trắng giữa hai chữ đã rộng ra rồi. Rồi chúng ta thì chỉnh vào cái nút này, rồi ta cho mặc định lại bằng chăm chăm. Rồi, rồi cái phần tùy chỉnh, tôi xin lỗi, tôi còn nói thêm các bạn cái phần trong cái phần test này, văn bản này nó có thêm cái phần table là vẽ bản nữa. Rồi tôi sẽ vẽ cho bạn thử một cái bản như thế này ha, bản list ở đây ha, trong cái phần test này là bản đây, mình vẽ một cái bản bất kỳ. Thì ở đây nó có cái tùy chỉnh cái số dòng, cái số cột của bản đây ha. Đây số dòng tôi đang có 3 dòng đây, tôi tăng lên ha. Đó, đây tăng hoặc giảm cái số dòng nè. Còn cái này là cái số cột ha, cột đang 4 cột đây, tôi tăng lên là 5 cột nè, hoặc giảm số cột xuống nè, thấy chưa? Đây số dòng, số cột. Mặc định thì cái bản ta không có hình nền. Ta có thể cho nó màu nền màu gì cũng được. Giả sử tôi cho là màu vàng mà, thấy chưa? Cái này cũng là nền thôi. Tiếp tục đây là cái đường viền của cái bản. Cái đường viền, cái độ dày đường viền á. Rồi tôi cho độ dày đường viền, thấy chưa? Rồi cũng đây chúng ta chọn cái loại cái loại đường viền á, đường viền bao quanh toàn bộ hay là bao quanh một cái cạnh nào đó bất kỳ, mình chọn vô đây. Thì tôi cho bao quanh toàn bộ luôn. Ha, tôi cho bao quanh toàn lỗ đối tượng chúng ta. Đó, đây là cái lợi được cái kiểu cái viền thôi. Là cái màu cái của cái đường viền ta có thể chọn màu gì đi, màu đỏ đi, thấy chưa? Màu đỏ rồi. Còn đây cũng có thể chọn định lại cái kích thước của cái bảng. Đó. Rồi, như vậy thôi, chúng ta vừa học xong cái phần tùy chỉnh cái đoạn test văn bản và cái tạo cái bản tính. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.